Hai ngày cuối tuần vừa qua, Cầu Rồng tại Đà Nẵng đã chính thức tổ chức phun lửa, phun nước trở lại để phục vụ người dân và du khách thưởng lãm sau một thời gian dài tạm ngưng hoạt động do dịch COVID-19. Theo ghi nhận của PLO, trước giờ rồng phun lửa, khu vực Cầu Rồng đã đông kín người. Toàn bộ phương tiện giao thông tạm thời sẽ bị cấm vận hành qua cầu, nên du khách sẽ thoải mái thưởng thức những màn phun lửa, phun nước mà không phải lo sợ vấn đề tai nạn hay ùn tắc. Thì hôm nay mình đến đây là mình cũng tham quan để biết xem Cầu Rồng nó là như thế nào, đầu đuôi như thế nào, phun lửa phun nước như thế nào để biết được là sự phát triển của Việt Nam ta hiện tại nó đang đến mức nào. Và thật sự rất là ấn tượng so với hình ảnh hiện tại, mình cực kỳ ấn tượng so với hình ảnh này. Mình thật sự là rất là phấn khởi khi Việt Nam mình, thứ nhất Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam mình nói chung, nó quay trở lại đối với mùa dịch lần trước. Mùa dịch lần trước thì mọi người không ra đường, bây giờ mọi người ra đường vui vẻ, cứ giống như là Tết vậy. Được biết, hoạt động phun lửa, phun nước của Cầu Rồng được xem là món ăn giải trí của người dân vào mỗi dịp cuối tuần. Đây cũng được xem là điểm nhấn kích cầu du lịch trở lại sau thời gian dài ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh. Việc tổ chức phun lửa, phun nước tại Cầu Rồng do Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng thực hiện. Thành phố Đà Nẵng ấn định thời gian tổ chức hoạt động này vào 21 giờ thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần và các ngày lễ lớn trong năm. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về PLO@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.